cứu trăng cứu mẹ. Sao hôm nay chẳng bắt được con cua con ốc nào thế này nhỉ? Hình như là cá. Con cá này chắc to lắm đây. Cứu, cứu tôi với. Cứu ơi, chẳng ai có thể cứu được bà đâu. Trời ơi, mẹ, mẹ kìa. Phải làm sao hả em? Con trăng kia, thả mẹ ta ra mau. Hai người ở đâu chạy đến đây mà dám đòi ta thả bà ấy ra? Bà ấy là mẹ của chúng tôi. Mẹ ngươi ơi, thả bà ấy ra. Cũng được, nhưng mẹ cô dám đến quấy nhiễu vùng nước cô ta. Bây giờ nếu một trong hai ngươi đồng ý lấy ta thì bà ấy sẽ được sống. Bằng không, ta không thể lấy con trăng xấu xí kia được. Lấy nó coi như đời ta chấm hết. Nếu ngài đồng ý tha cho mẹ và chị tôi thì tôi sẽ đồng ý lấy ngài làm chồng. Được, đàn hãy theo ta về hang nào. Mẹ và chị hãy giữ gìn sức khỏe. Con đi đi. Lành, Lành ơi, em hãy đưa Trăng đi ra khỏi đây mau. Người hãy giết ta đi. Chẳng còn mẹ và chị nữa thì ta sống còn ý nghĩa gì? Nàng là một cô gái tốt, có tấm lòng nhân hậu. Vì mẹ mà hy sinh bản thân mình thì làm sao ta nỡ làm điều có lỗi với nàng. Hơn nữa, chính tấm lòng nhân hậu của nàng đã giúp ta hóa giải lời nguyền. Lời nguyền ư? Đúng vậy, ta vốn là con của Thủy Tề, bị con quỷ ám lời nguyền biến thành trăng. Lời nguyền chỉ được hóa giải khi một cô gái đồng ý lấy ta làm chồng. Nàng chính là ân nhân cứu mạng của đời ta. Vậy là chàng là người hóa thành trăng ư? Thiếp cứ tưởng số mình đã tận. Xin lỗi vì ta đã làm nàng hoảng sợ. Ta không biết lấy gì để báo đáp ân tình của nàng. Ta nguyện chở che và bảo vệ nàng đến cuối đời. Chàng uống chén nước cho đỡ khát. Ta xin. Nàng xem này, chỉ còn mái nữa là xong rồi. Chàng thử xem có vừa không? Vừa vặn quá, cảm ơn nàng. Ngày mai ta sẽ đưa nàng về thăm mẹ và chị nhé. Chàng trai và cô gái sống bên nhau hạnh phúc. Mẹ ơi, chị Liễu ơi. Lành, là con đấy có phải không? Ơn trời, con tôi còn sống. Con có bị đau ở đâu không? Mẹ xin lỗi vì mẹ mà con phải làm vợ của con trăng hung ác ấy. Mẹ ơi, con vẫn bình an vô sự cơ mà. Mẹ xem, con đưa ai về nữa nè. Cậu này là... Không biết con Lành kiếm đâu ra anh chàng tuấn tú như vậy cơ chứ. Số nó thật may mắn. Mẹ ơi, đây chính là con trăng đã cứu mẹ ở dưới sông đó. Chàng chính là con của Thủy Tề, phải chịu lời nguyền biến thành trăng. Chính con đã hóa giải lời nguyền ấy để giúp chàng trở lại hình hài con người. Vậy ra đó là con của Thủy Tề ư? Thế mà mẹ cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp lại con nữa. Đúng là ở hiền gặp lành. Tưởng gì? Chỉ là con của Thủy Tề thôi mà có gì to tát đâu. Rồi ta sẽ kiếm được một chàng cao quý và tuấn tú gấp 10 lần. Lúc ấy xem ai hơn ai nha. Đi mấy ngày trời mà chẳng tìm được con trăng nào cả. Anh Trăng ơi, tôi đã được nghe mọi người nói về sự tài giỏi của anh. Tôi rất ngưỡng mộ và muốn lấy anh làm chồng. Không biết anh có đồng ý lấy tôi không? Ôi chà chà, có con mồi ngon quá. Đau quá, bỏ ta ra. Mau biến thành người đi. Người nói cái gì? Ta là Trăng, ta đói, ta muốn ăn thịt, hiểu chưa? Không, bỏ ta ra. Con Trăng kia, thả cô gái ấy ra mau. Cứu tôi với. Ngươi đừng hòng cứu được cô ta. Hãy đi mau, nếu không đừng trách ta vô tình. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Nhưng sao ngươi biết ta ở đây mà tới? Mẹ và Lành không thấy chị ở nhà, rất lo lắng nên nhờ tôi đi tìm giúp. May mà tôi đến kịp, không thì... Tôi có lỗi với mẹ, có lỗi với Lành. Chính sự ghen tị của tôi đã đẩy tôi đến cớ sự này. Bây giờ cũng chưa muộn để làm lại mọi thứ. Rồi chị sẽ gặp được một chàng trai tốt. Thôi, để tôi đưa chị về, kẻo cả nhà mong. Từ đó, cô gái hiếu thảo và người chồng trăng khôi ngô sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanesa Acne, mụn rơi xa và láng mịn. Con ngựa. Chết này. Anh lại làm sao thế? Cái con vô dụng này, có mỗi việc chạy từ đình làng ra đến cây đa mà cũng để thua con bạch mã nhà ông Sửu, làm tôi mất mặt quá. Tôi phải đánh cho nó một trận mới hả dạ. Ông đúng là nó không thắng được cũng đâu phải lỗi do nó. Hơi tí là ông trút giận lên nó rồi đòi đánh nó. Bà còn bên nó hả? Nuôi nó để nó mua vui cho tôi, chứ không phải để nó ăn với ngủ thôi đâu. Phạt bỏ đói 3 ngày cho tôi, để nó biết đường mà còn chạy nhanh hơn. Đáng ghét. Ai, người đâu mà độc ác quá. Mày không sao chứ? Để lát tao bôi thuốc cho mày nha. Khẽ chứ, mày tranh thủ ăn nhanh lên, để tao còn dọn, không ông ấy biết thì chết. Tội nghiệp, chắc mày đói lắm phải không? Tao cũng muốn đưa mày đi chỗ khác cho sung sướng, chứ ở đây ông ấy hành hạ mày kinh quá. Nhưng không được, đừng trách tao nhé. Thôi tao đi đây, đêm mai tao sẽ lại mang thức ăn đến cho mày nha. Ta là thần tiên đây. Thần tiên ạ? À? Thấy người đáng thương nên Thượng Đế sai ta đến đây để giúp người. Sau đêm nay mọi thứ sẽ thay đổi. Người hãy nắm bắt lấy cơ hội này. Đứa nào dám đánh thức ông đấy? Cái gì thế này? Sao tay mình lại như thế này? Sao lại thế này? Sao mặt mình lại giống mặt ngựa thế này? Hả? Thằng kia chẳng phải là mình sao? Sao lại... Ông chủ... Từ giờ tôi và ông sẽ hoán đổi hình dạng cho nhau. Ông sẽ hiểu cảm giác của tôi khi còn là ông lúc này. Sao lại có chuyện này chứ? Tại sao mình với nó lại hoán đổi hình dạng cho nhau? Mình ơi! Ông ấy đang ở nhà. Tao không thể cho mày ăn được. Ông ấy biết sẽ đánh cả tao đấy. Mày chịu khó chờ đến đêm nhé. Tôi đây mà bà không nhận ra tôi sao? Trời ơi, sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này cơ chứ? Tại sao nó lại hóa thành mình chứ? Trước đây mình đối xử với nó như thế, chắc chắn nó sẽ trả thù mình. Trời ơi, làm sao bây giờ? Hay là mình bỏ trốn nhỉ? Đau quá, không xong rồi, mình không thoát được rồi. Làm sao bây giờ? Ăn đi. Không có thuốc độc đâu, tôi không hại ông đâu. Ông đang sợ phải không? Sợ tôi sẽ đánh ông, hành hạ ông rồi bỏ đói ông, hay tệ hơn là đầu độc ông, đúng không? Tôi cũng định sẽ đối xử lại với ông như ông đã từng đối xử với tôi để hả cơn giận. Nhưng mà tôi không làm được. Tôi nghĩ đối với ông, việc từ bỏ hình hài con người để khoác lên mình hình dạng của tôi đã là một sự trừng phạt ghê gớm lắm rồi. Tôi sẽ không đối xử tệ với ông đâu. Nếu ông không muốn ở lại đây, tôi sẽ giải thoát cho ông. Nhưng nếu ông ở lại thì tôi cũng sẽ đối xử tốt với ông. Nó không trả thù mình thật sao? Ăn đi, ông đang đói mà. Đây nhé. Không có thuốc độc đâu, tôi không hại ông mà. Trời ơi, tại sao trước đây mình lại đối xử tệ với nó như thế? Mình đúng là một người ác độc mà. Mình bị như vậy cũng là đáng lắm. Ta đã trở lại như xưa rồi. Lê Mão, nể tình ngươi đã nhận ra sai lầm của mình, nên ta hóa phép cho ngươi trở lại thành người. Từ nay về sau, hãy đối xử với con ngựa của ngươi thật tốt. Cũng nhờ tấm lòng nhân hậu của nó mà ngươi mới có cơ hội trở lại làm người đó. Đội ơn thần tiên, con hứa sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ đối xử tệ với nó nữa ạ. Ta sai rồi, từ nay tao sẽ đối xử thật tốt với mày. Vợ thật, vợ giả. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Anh thật quá đáng. Đã thế tôi đi luôn cho anh xem. Ừ, có giỏi thì đi luôn đi. À. Trời đã sáng rồi sao? Mình ơi, mình ơi. Thôi chết, hình như tối qua mình có to tiếng với cô ấy. Cô ấy tức giận bỏ đi rồi thì phải. Tôi đây, cháo tôi vừa nấu đấy. Mình ăn rồi đi đâu thì đi. Mình, chẳng phải tối qua mình... Tôi định đi thật, nhưng nghĩ lại tại rượu chứ không phải tại mình, nên tôi thương tình ở lại đấy. Lần sau thì đừng có như vậy nữa. Tôi có nằm mơ không? Hôm nay sao mình lạ vậy? Ăn từ từ thôi, không nóng đó. Người là... Ta là thần tình yêu. Hãy nói ta nghe, làm sao con khóc? Con buồn vì vợ chồng con suốt ngày cãi cọ. Tối qua anh ta còn đuổi con ra khỏi nhà nữa. Đã là vợ chồng thì không tránh khỏi cãi vã và lỗi không thuộc về riêng ai. Nếu con còn yêu chồng thì hãy quay trở về và nói rõ mọi chuyện. Con cứ bỏ đi như thế này sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Thưa thần, thần nói đúng. Mình bỏ đi như thế này cũng đâu có ích gì. Mình ơi! Trời, sao tôi lại có hai người vợ thế này? Vớ vẩn, tôi mới là vợ của mình. Cô ta từ đâu tới đây chắc chắn là giả mạo rồi. Tôi mới là vợ của mình. Hôm trước tôi và mình cãi nhau, tôi giận quá mới bỏ đi. Cô ta lợi dụng lúc tôi vắng nhà đã biến thành tôi để lừa mình đấy. Anh nói đi. Ai là vợ anh? Tôi không biết. Hai người giống nhau quá. Tôi là thật, cô là đồ giả mạo. Tôi mới là thật. Chắc chắn một trong hai người có một kẻ là yêu quái. Nhưng sao gương thần của ta lại không nhìn ra được chứ? Thì ra là vậy. Phải xuống đó một phen thôi. Tôi mới là thật. Tôi mới là thật. Trời ơi là trời. Ta có cách giúp các ngươi. Người là... Ta là thần tình yêu, đến đây để giúp các ngươi phân giải chuyện này. Thần tình yêu ư? Tuyệt quá! Thần có cách gì vậy? Hai người vợ này không thể phân biệt thật giả, ngươi lại không thể cùng sống với cả hai. Ta sẽ chẻ ngươi ra làm đôi. Sao? Chẻ tôi làm đôi sao? Tuy ngươi phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng khi đó ngươi sẽ được sống với cả hai người vợ của mình. Không! À! Yêu quái, còn không mau hiểu nguyên hình. À! Cảm ơn thần đã tiêu diệt yêu quái, giúp vợ chồng con được đoàn tụ. Việc yêu quái xuất hiện lần này cũng là do lỗi ở các ngươi. Các ngươi nên tự mình xem lại. Dạ, nghĩa là sao ạ? Con yêu quái đó sinh ra từ chính sự bất đồng và cãi vã của hai vợ chồng ngươi. Nhưng dù có giống cỡ nào thì tình cảm của nó cũng không thể sánh với con người được. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì có người vợ sẵn sàng hy sinh thân mình cho ngươi như vậy. Hãy biết trân trọng. Còn ngươi cần phải biết thông cảm hơn và dùng tình yêu để cảm hóa nhiều tật xấu của người kia. Đừng hở một chút là bỏ đi. chính người đã tạo cơ hội cho yêu quái xuất hiện và thay thế người đó. Đây cũng là bài học cho hai người, hãy chung sống hòa thuận và yêu thương nhau, nghe không? Chúng con đã biết lỗi rồi ạ. Cảm ơn thần đã chỉ bảo. Mình ơi, từ giờ chúng ta sẽ sống thật tốt nhé. Tại con lười học. Cảm ơn trận mưa rào đã cuốn ta xuống đây. Kẹt ở đây quá ư là thích, chẳng bị ai rủ đi học. Thế giới này quá ư bé nhỏ, học bấy lâu cũng là đủ rồi. Con nhảy vào gầu đi, con ở đó mà lúc sáng bèn gọi không thèm trả lời. Thì ra con cố tình trốn dưới đó để không đi học. Về nhà nghỉ ngơi, rồi sáng mai mẹ đưa đến theo học thầy giáo Cốc. Con không đi đâu. Trong cái đầm này có gì mà con không biết, mà phải đi học nữa hả mẹ? Con chưa biết gì nên mới nói như thế đấy. Không cãi mẹ nữa. Từ nay phải chăm chỉ học hành, nếu không là mẹ đánh đòn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về công việc tìm kiếm thức ăn. Mình có cần học ngày nào đâu mà vẫn kiếm được thức ăn đấy thôi. Bây giờ các em cùng tập viết theo thầy nhé. Đi học thật là nhàm chán, đi chơi mới thích làm sao. Mình cứ đi, một lát mình về, mẹ không thể biết được đâu. Các bạn cá ơi, cho mình theo với. Cậu lại trốn học đấy à? Học chán lắm. Thầy giáo Cốc toàn dạy những điều cũ rích. Các cậu cho tớ đi chơi với. Được, vậy cậu lại bơi theo bọn tớ đi. Này này, dừng lại đi ít con. Trời ạ, thế mà bạn ấy bảo cái gì cũng biết. Ai đời lại đi nhảy vào miệng cống xả, cho nước xoáy nó cuốn. Đây là bờ cỏ mẹ hay đi kiếm thức ăn đây mà. Thôi chết, lỡ mà mẹ nhìn thấy mình. Trời ơi, nguy quá, một con ếch. Trời, con gì mà trông xì xì gớm ghiếc thế này. Nhưng sao con ếch này trông sợ hãi rúm ró thế nhỉ? Phải rồi, nó chỉ là một con ếch bắt con mà thôi. Này chú ếch, đi đâu mà lại tới đây? Cháu bỏ học, cháu chán quá nên cháu đi chơi ạ. Đúng rồi đó, hãy vào trong hang của ta, ở đó tha hồ mà chơi. Trời ạ, ếch bắt được cua, vậy mà sao nhìn thấy cua con lại sợ hãi rúm ró đến thế? Sao cơ mẹ? Ếch bắt được cua ư? Còn cua có cái càng to thế, dữ tợn như vậy, tại sao nó lại sợ nhà ếch chúng ta? Ếch con, giờ mẹ đã hiểu rồi. Con thường xuyên trốn học đúng không? Bài học về ếch bắt được cua thầy giáo Cốc đã dạy rồi. Tại sao con lại không biết chứ? Mẹ, con... Vậy mà con để lão cua bắt nạt, lôi vào hang, suýt thì mất mạng rồi. Con thấy chưa, không phải thế giới nhỏ bé như con vẫn tưởng. Không phải điều gì con cũng biết hết được. Nếu con vâng lời mẹ, chăm chỉ học tập, thì hôm nay đâu phải sợ hãi đến suýt mất mạng như vậy. Mẹ ơi, con biết rồi. Thế giới không bé tí như khu đầm của chúng ta. Từ nay con sẽ không trốn học nữa đâu ạ. Con hứa với mẹ. Cuộc sống là những chuỗi ngày học hỏi không ngừng. Một người kiêu ngạo cho rằng mình biết tất cả là đang tự hại mình đó. Còn nhớ đừng có quên. Bảy con quạ. Gia đình nọ vốn có 7 đứa con trai, nên họ rất mong có thêm một mụn con gái. Khi vợ có mang, bác ta hy vọng lần này sẽ toại nguyện. Quả thật đứa con mới chào đời là con gái. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng đứa con lại gầy gò ốm yếu quá, nên phải chịu phép rửa tội. Ôi em út xinh quá, da em trắng chưa kìa. Con cầm lấy và ra suối lấy nước về đây để làm phép rửa tội cho em gái. Vâng ạ, em đi với, em đi với. Đúng là lũ ham chơi mà. Để em lấy nước. Em còn nhỏ sao em lấy được chứ. Em lấy cơ, để em. Trời, mất chiếc bình rồi. Lấy gì đựng nước cho em gái đi. Kiểu gì cha cũng trách tội chúng ta không thể về nhà được rồi. Các con làm gì mà lâu thế, mau đem nước về đi. Trời ơi, chúng mày lại mãi chơi làm hỏng hết việc lớn rồi. Ước gì cả 7 thằng ham chơi này biến thành quả hết đi. Chính ông muốn đây nhé. Trời ơi, các con tôi. Cô gái kia xinh thật đấy. Cô ấy tuy đẹp thật, nhưng chính cô ấy là nguyên nhân sự bất hạnh của 7 người anh trai. Đúng vậy, thật tội nghiệp cho số phận của 7 người anh trai kia. Mình có 7 anh trai ư? Chuyện của 7 anh trai con là như vậy. Cha mẹ cũng đi khắp nơi tìm các anh của con, nhưng không thấy. Cha con thật sự rất hối hận. Không được, mình chính là nguyên nhân để các anh bị biến thành quạ. Mình sẽ đi giải cứu cho các anh, nhưng nhất định không được để cha mẹ biết. Mình sẽ mang theo chiếc nhẫn của ba mẹ làm tin. Có lẽ các anh nhìn nó sẽ nhận ra mình. Mình biết tìm các anh ở đâu bây giờ? Cụ ơi, cụ có nhìn thấy 7 anh quạ của cháu bay qua đây không ạ? Có, ngày nào ta cũng nhìn thấy chúng bay về hướng mặt trời kia kìa. Nhưng đường còn xa lắm, cháu sẽ không đến được đâu. Mặt trời ư? Xa thế kia, mình làm sao đi được? Không được, mình phải cứu được các anh thoát khỏi tay mụ phù thủy ghê gớm đó. Kia là mặt trời rồi. Không được, mặt trời chói và nóng quá, mình không thể tới gần được. Cô bé, cháu đi đâu vậy? Cháu đang đi tìm 7 anh trai của cháu bị mụ phù thủy hóa phép thành quạ. Chính cháu là lý do mà các anh bị vậy, nên cháu muốn cứu họ. Nhưng cháu chỉ là một cô bé, lỡ gặp nguy hiểm sẽ mất mạng đấy. Cháu muốn cứu họ, dù có mất mạng cháu cũng chịu. Ngài có biết các anh cháu đang ở đâu không ạ? Ta có thấy 7 chú quạ hàng ngày bay lượn bên phía ngọn núi thủy tinh kia, nhưng không chắc có phải là các anh của cháu không. Nếu cháu muốn có thể tới đó, nhưng nếu cháu không có cái chân gà nhỏ này thì cháu không thể mở được ngọn núi ấy đâu. Cháu cầm lấy đi và nhớ giữ gìn nó cẩn thận, kẻo mất. Con cảm ơn ngài. Chân gà đâu rồi? Ôi, chiếc chân gà không có ở đây ư? Thế thì mình làm sao mở được cánh cửa này để giải cứu các anh đây? Đúng rồi, mình sẽ nhét ngón tay út của mình vào, hy vọng nó vừa. Nhưng nhỡ đâu nó đứt thì sao? Không sao, cứu các anh là trên hết. Ôi, đau quá. Mẹ ơi, đau quá. May quá, ngón tay vẫn còn. Con tìm gì ở đây? Con tìm các anh con là 7 con quạ. Các ông quạ không có ở nhà, nhưng con muốn chờ các ông ấy về thì vào đây. Ôi, ngon quá. À đúng rồi, mình sẽ thả chiếc nhẫn này vào cốc nước. Nếu đúng là các anh, thì các anh sẽ nhận ra mình. Giờ thì các ông quả đã về nhà rồi đó. Ai đã ăn ở đĩa của tôi? Ai đã uống nước ở cốc của tôi? Nhất định phải có người đã đụng đến chén đĩa. Có vật gì dưới cốc thế này? Trời, đây là nhẫn của cha mẹ. Hình như em gái út của chúng ta đang ở đây. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đã được giải thoát. Đúng là các anh của mình rồi. Chính là em đây. Ôi, bọn anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Em xin lỗi, chỉ vì em mà các anh đã phải chịu khổ, bị biến thành quạ và phải tha phương không sống ở nhà mình được. Không đâu, nhờ có em mà tụi anh mới trở lại thành người. Giờ thì 8 anh em mình cùng về nhà với cha mẹ nhé. Anh nhớ mẹ và em lắm. Vâng ạ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, mụn rơi xa và láng mịn. Bài học về lòng trung thực. Cho tôi 2 vé, một người lớn và trẻ em. Con hãy đọc cho bố nghe tấm biển này viết gì. Thời gian câu cá bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều ạ. Tốt lắm. Bây giờ là 13 giờ 30 phút, vậy là bố con mình có 2 giờ 30 phút để câu cá. Đúng rồi con trai, con giỏi lắm. Con hãy ngồi ở tư thế thoải mái nhất nhé. Vâng ạ. Đã 30 phút rồi, sao vẫn không thấy con cá nào cắn câu ba nhỉ? Đừng sốt ruột, câu cá là phải kiên nhẫn con ạ. Ba ơi, đã 3 giờ rưỡi chiều rồi mà vẫn không thấy con cá nào cắn câu là sao? Hay là mồi câu của ba con mình không ngon hả ba? Không phải vậy đâu con, chưa đến lúc thôi. Kiên trì ngồi yên đi con. Ba, chắc hôm nay ba con mình về không rồi. Sắp hết giờ câu rồi mà chưa có nào cắn câu hết. Chịu khó ngồi đến hết giờ xem sao con trai. Ba ơi, cá cắn câu rồi. Giật lên nhanh đi con trai. Nặng lắm, chắc là cá to lắm đấy. Ba giúp con với. Yeah, con cá to quá. Tony, xem mấy giờ rồi con? 4 giờ 10 phút rồi ba ạ. Con yêu, con nhìn đồng hồ xem. Bây giờ đã là 4 giờ 12 rồi. Theo quy định chỉ có thể được câu đến 4 giờ là phải dừng lại. Vì thế chúng ta nhất định phải đem con cá này thả nó xuống sông thôi. Thế nhưng lúc mà chúng ta câu được vẫn còn chưa đến 4 giờ mà ba. Cho nên con cá này chúng ta vẫn có thể mang về nhà mà. Quy định chỉ có thể câu đến 4 giờ. Chúng ta không thể vi phạm quy định được. Cho dù lúc con cá này mắc câu là trước 4 giờ đi nữa, thì khi chúng ta câu lên cũng đã là quá 4 giờ rồi. Cho nên bắt buộc phải thả nó đi. Ba ơi, đây là lần đầu tiên mà cũng là lần đầu tiên con câu được con cá to như vậy. Mẹ nhất định sẽ rất vui. Ở đây lại không có ai nhìn thấy. Ba cho con mang nó về được không ba? Không thể, vì không có ai nhìn thấy là nói có thể mang về nhà được. Con đừng quên rằng mọi chúng ta đang làm gì, có một vị thần đang nhìn. Và thần biết hết chúng ta làm những gì. Con trai, hãy nhớ bài học ngày hôm nay. Hãy luôn trung thực. Con sẽ không bao giờ phải hổ thẹn với lòng mình. Vâng, con nhớ rồi ạ. Năm sau. Văn phòng luật sư George Hamilton đây rồi. Vâng, như vậy nhé. Bà cứ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi mang đến cho tôi. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Chào luật sư. Xin mời người tiếp theo. Xin chào luật sư. Tôi có thể giúp gì cho ông? Tôi bị người hàng xóm chiếm mất một phần đất của nhà tôi. Tôi muốn kiện ông ta. Thưa ông, trước khi chúng ta bắt đầu vụ kiện này, tôi phải nói với ông điều này. Đó là nếu như tôi phát hiện ra ông có che giấu tình tiết vụ án hoặc là không thành thật, tôi sẽ lập tức từ chối biện hộ cho ông. Tôi không có cách nào giúp giải oan cho người không thành thật, bởi vì như vậy là vi phạm nguyên tắc lương tri của tôi. Tôi sẽ trả giá cao cho ông mà. Tôi sẽ không quan tâm đến giá cả nếu như thân chủ của tôi không cam kết những lời khai của họ hoàn toàn trung thực. Tôi muốn có thời gian chuẩn bị kỹ hơn về vụ kiện này. Tôi xin phép về. Xin mời người tiếp theo. Đó là câu chuyện thật của vị luật sư nổi tiếng người Mỹ George Hamilton. Bây giờ là 4 giờ 12 phút rồi. Chính câu nói nghiêm khắc của một người cha đã tạo nên một vị luật sư của chính nghĩa. Một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật. Cái giá của lòng ghen tị. Còn sớm đã phải dậy rồi, rõ là... Chào anh chị, hôm nay anh dậy sớm thế. Ông chủ dậy sớm thì tôi cũng theo thôi. Thôi tôi đi đây. Vậy chào nhé. Ổ khóa sướng thật, ngủ lúc nào thì ngủ, không ai làm phiền cả. Trả bù cho mình, ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm, rồi cả ngày lẻo đẻo theo chủ đi khắp mọi nơi, mãi khuya mới được về. Được nghỉ ngơi một chút cũng khó. Đúng là càng quan trọng thì càng vất vả mà. Tranh thủ ngủ lấy một giấc vậy. Đêm qua ngủ thiếu giấc mệt quá. Nguy hiểm. Anh không sao chứ? May quá, tài liệu bên trong vẫn không sao. Hả? Chìa khóa nhà bị cong rồi, thế này phải đem sửa thôi. Chìa khóa của anh sửa xong rồi. Cảm ơn anh. Đau quá. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này. Hả? Sao lại thế này? Nhanh lên, sao lâu thế? Chịu thôi, ổ khóa này làm sao ấy. Tưởng đơn giản mà không tài nào mở được. Hả? Bao nhiêu công chuẩn bị lại công cốc vì cái khóa này. Vậy thôi. Thế là thoát một vụ trộm. Thật là may vì mình đã chọn đúng loại khóa đặc biệt. Ổ khóa này bề tuyệt vời lắm. Mới có thế mà ổ khóa đã được ông chủ khen rồi. Mình cả ngày đau đớn, mệt mỏi như vậy thì lại chẳng được quan tâm chút nào. Thật là bất công quá. Ước gì mình cũng được sống an nhàn, sung sướng như ổ khóa. À ha, phải rồi. Ủa, cái chìa khóa đâu mất rồi? Mình vẫn để ở đây cơ mà. Alo, anh lại giúp tôi với. Vậy là hôm nay được nghỉ ngơi rồi. Hả? Chuyện như vậy? Ủa, thì ra mày ở đây sao? Giờ thì mày còn ý nghĩa gì nữa đâu. Thế là thế nào? Sao ông chủ lại ném tôi đi? Tại anh cả đấy. Tại ngoại anh đột nhiên biến mất, làm ông chủ không khóa được cửa nên thuê người đến phá tôi và thay vào một ổ khóa mới. Tôi vô dụng rồi thì anh cũng vậy thôi. Thật sao? Tôi thật không ngờ. Nàng công chúa ngủ trong rừng. Ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, vua và hoàng hậu cai trị một vương quốc yên bình, xinh đẹp. Thượng đế đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu điều đẹp đẽ trong cuộc đời này rồi. Giờ thiếp chỉ còn một mong ước duy nhất là chúng ta có một mụn con. Điều hoàng hậu mong ước sẽ thành sự thật. Đến mùa xuân, hoàng hậu sẽ sinh con gái. Ôi, thật vậy sao? Đúng như lời tiên tri, hoàng hậu đã sinh cho ta một cô công chúa xinh xắn. Ta sẽ đặt tên con là công chúa Hoa Hồng. Người đâu, hãy chuẩn bị cho ta một bữa tiệc linh đình để cả lâu đài chúc phúc cho cô công chúa bé nhỏ chào đời. Dạ thưa vâng ạ. Công chúa nhỏ bé, ta ban cho con sức khỏe. Ta ban cho con có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến ai nhìn thấy cũng phải yêu quý. Ban cho con đức hạnh, giàu sang phú quý. Hừ, các người dám khinh nhờn ta, không mời ta đến dự buổi lễ hôm nay ư? Ta sẽ khiến cho các người phải trả giá về điều này. Hãy nghe lời nguyền của ta đây. Đến năm thứ 15, công chúa Hoa Hồng sẽ bị một mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết. Không, con của ta, con không thể chết. Xin vua và hoàng hậu chớ lo lắng quá. Ta không thể hóa giải lời nguyền độc địa kia, nhưng ta có thể làm giảm bớt nó đi. Công chúa Hoa Hồng sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc ngủ dài trăm năm, rồi một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú sẽ đến với nàng. Con ta mỗi lúc một lớn lên, một thông minh và xinh đẹp, đúng như lời chúc phúc của các bà tiên. Thần thiếp vẫn lo lắng đến một ngày, khi mà con chúng ta tròn 15 tuổi. Nàng yên tâm, ta đã ra lệnh tịch thu và cấm tất cả thần dân trong vương quốc, không ai được quay sợi rồi, phòng trừ mọi hiểm họa cho công chúa của chúng ta. Bà ơi, bà đang làm gì vậy? Bà đang ngồi kéo sợi cháu gái ạ. Ồ, kéo sợi ư? Cháu chưa nhìn thấy bao giờ. Bà cho cháu thử làm với nhé. Tất nhiên rồi cháu gái. À! Vậy là cả lâu đài chìm trong giấc ngủ sâu. Những bụi cây hồng gai mọc dần lên che phủ cả lâu đài, thành một khu rừng lớn. Khu rừng rậm toàn hồng gai cổ thụ, chìm trong giấc ngủ dài. Đó, chuyện xảy ra lâu rồi, nghe các cụ nhà tôi kể lại. Cả kinh thành và nàng công chúa Hoa Hồng xinh đẹp đã chìm trong một giấc ngủ dài, có lẽ cũng đã được cả 100 năm rồi. Nhất quyết ta sẽ phải vào bên trong để cứu công chúa. Thưa hoàng tử, nguy hiểm lắm ạ. Nhiều người vào trong lâu đài cũng đã phải bỏ mạng giữa những hàng rào gai đó rồi ạ. Nhất định ta phải vào cứu nàng. Nàng đẹp quá. Ngay sau đó, lễ cưới giữa hoàng tử và công chúa Hoa Hồng xinh đẹp đã diễn ra. Hai người sống với nhau hạnh phúc trọn đời. Tình bạn của trâu và bò. Sao mình không lợp cả hai chuồng bằng mái rơm cho mát? Có một ít rơm, không đủ lợp cả hai chuồng, nên thôi đành lợp một chuồng bằng rơm, một chuồng bằng tấm lợp. trâu phải đi cày nhiều sẽ nóng, thôi thì cho trâu vào chuồng mái rơm cho mát, bò vào chuồng tấm lợp. Rõ ràng chuồng mái rơm mát hơn, mình phải tìm cách vào chuồng lợp mái rơm mới được. Bác Trâu ơi, da tôi hay bị nóng, bác đổi cho tôi sang chuồng mái rơm được không? Dù sao cũng hàng xóm với nhau, bác ưu tiên tôi với. Vâng, thay bác cứ vào chuồng mái rơm đi, tôi sang chuồng bên kia cũng được. Mình ơi, xã vừa thông báo, gây go quá, Bảo sắp về tới nơi rồi, cứ tưởng tuần sau Bảo mới về cơ mà. Gấp rồi, xã mình rơi vào trung tâm bão, bão lớn lắm, đề nghị mọi người phải sơ tán khỏi địa phương. Phải sơ tán mấy ngày hả mình? Sơ tán 3 ngày là bão tan thôi, thế còn trâu với bò nhà mình? Làm sao mà mang trâu với bò theo được? Tôi đã lấy đủ cỏ, để sẵn ở hai chuồng rồi, không lo đâu. Thế nhưng mà chuồng lợp bằng rơm hơi yếu, e rằng bão sẽ thổi bay mất mái. Hơn nữa chuồng nằm phía ngoài, không biết là có chịu được bão không. Mình sợ nó sập à. Nhưng giờ cũng biết làm thế nào đâu. Thôi nhanh nhanh mà chạy đi kẻo không kịp. Trời ơi, chuồng mái rơm của mình có thể bị sập sao? Bác Trâu ơi, tôi thấy mấy bữa nay bác bận đi cày nhiều cũng vất vả. Thôi đổi cho bác sang chuồng mái rơm cho mát. Tôi chịu nóng quen rồi. Thôi tôi nhường bác bên chuồng đó. Tôi không sao đâu. Thôi mà, tôi tranh cái chuồng mát của bác tôi áy náy lắm. Thôi bác đổi lại cho tôi yên lòng. Vâng, thế thôi tôi sang cũng được. Lúc nào bác nóng quá thì cứ nói tôi đổi lại cho nhé. Bà buộc chuồng thật chắc vào, chứ không Bảo to sợ trâu bò sống chuồng chạy đi mất. Tôi biết rồi, nhanh tay lên mà còn đi kẻo Bảo về. Ồ, Bảo về sao? Mình đã ở trong chuồng chắc chắn rồi, nên cứ yên tâm thôi. Nước ở đâu thế này? Trời ơi, lũ về rồi sao? Lũ về, trời ơi, làm sao bây giờ? Thế này thì tôi chết mất thôi. Phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Bác Trâu ơi, cứu tôi với. Bác Trâu ơi, cứu tôi với. Trời ơi, bác bò đang bị nhốt trong chuồng. Nước mà dâng cao nữa thì chết mất thôi. Bác bò, bác cứ yên tâm, tôi sẽ giúp bác ra khỏi chuồng. Bác Trâu, vì cứu tôi mà bác bị thương kìa. Cứu được bác là tốt lắm rồi, bị thương có chút xíu nhằm nhò gì. Tôi cảm ơn bác nhiều lắm, nếu không có bác thì chắc tôi chết. Hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là đương nhiên rồi, bác đừng khách sáo. Đáng xấu hổ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không màng đến tình nghĩa. Mình phải thay đổi để xứng đáng với một bác hàng xóm tốt bụng như bác Trâu. Điều kỳ diệu của cuộc sống. Cô thông báo với cả lớp, ngày mai chúng ta sẽ có buổi ngoại khóa. Chúng ta sẽ đi đâu ạ? Cả lớp sẽ vào rừng khám phá cảnh vật thiên nhiên. Sau đó, mỗi bạn sẽ viết một bài cảm nhận thật hay về chuyến đi và nộp lại cho cô nhé. Vâng ạ. Thưa cô, thế bạn Phương có đi cùng chúng ta không ạ? Phương, chỉ ít hôm nữa là em sẽ được chuyển sang trường khác rồi. Em có muốn đi dã ngoại với cả lớp không? Đường rừng rất khó đi, em có muốn nghỉ ngơi ở nhà cũng không sao. Cô sẽ miễn bài cho em. Thưa cô, em rất muốn trước khi chuyển sang học ở trường đặc biệt được đi chơi cùng với các bạn lớp mình một lần nữa. Cô cho em đi nha. Em sẽ nhờ anh trai em đưa đi để không làm phiền mọi người ạ. Thôi được, Vậy ngày mai cả lớp sẽ cùng đi nhé. Cứ tưởng trong rừng có gì hay, hóa ra chẳng có gì ngoài mấy cái cây gỗ to. Ừ nhỉ, tớ cứ tưởng cảnh vật trong rừng phải đẹp như trong truyện cổ tích ấy chứ. Thế này thì có gì mà viết bài thu hoạch nhỉ? Ê, các cậu nhìn kìa. Cái Phương ngốc nhỉ, cô giáo cho nghỉ ở nhà mà còn không thích. Đi vào rừng, mình còn chẳng thấy gì đẹp thì Phương sao thấy được gì mà làm bài chứ. Mình mà như Phương, mình sẽ ở nhà cho khỏe. Các em không đi khám phá xung quanh hay sao? Cô ơi, chúng em đi mãi mỏi chân quá, nên đứng nghỉ chút xíu ạ. Các em nghỉ một lát rồi qua đằng kia, nghe bác quản lý khu rừng giới thiệu về thế giới động vật thực vật ở đây nhé. Dạ. Em sao thế, Phương? Anh có nghe tiếng gì không? Có tiếng chim non ríu rít quanh đây. Ồ, đúng là có một tổ chim. Chim mẹ đang móm mồi cho chim non. Anh để em ngồi yên một lát nhé. Anh đi ngắm cảnh rừng đi. Để em ngồi một mình anh không yên tâm. Anh sẽ ở lại cùng em. Em sẽ ngồi yên ở đây. Anh cứ đi tận hưởng cảnh rừng, rồi lát quay lại đón em cũng được mà. Em không sao đâu. Thôi được, anh sẽ đi quanh đây. Đừng có đi lung tung đấy nhé. Ôi chao, không gian mới tuyệt làm sao. Cô đã chấm điểm bài thu hoạch sau chuyến đi dã ngoại của các em. Kết quả khiến cô rất thất vọng. Phần lớn các em đều viết rất hời hợt, như thể chưa từng vào rừng vậy. Mai, em có thể cho cô biết lý do tại sao không? Dạ, thưa cô, sự thật là em và các bạn đều không thấy rừng có gì thú vị đáng nhớ cả. Đúng đấy ạ. Vào rừng chán lắm thôi. Cô không nghĩ như vậy, vì trong lớp ta có một bài viết rất xuất sắc về buổi dã ngoại. Là ai thế nhỉ? Đó là bài viết của Phương. Phương, cô nghĩ em nên chia sẻ cảm nghĩ của mình cho các bạn cùng nghe. Thưa cô, mắt em ngày càng kém đi. Giờ em không còn nhìn thấy mọi thứ bằng mắt thường nữa. Vì vậy, em đã tập cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan mà mình có. Em cảm nhận được những tia nắng vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá, và nghe được tiếng cựa mình của những nụ hoa đang chờ được bung nở. Tiếng chim hót trên cành cây và cả mùi thơm của rừng cũng là những điều thật tuyệt vời. Đối với em, mỗi phút giây trong đời đều thật sự quý giá. Vì vậy, em không muốn bỏ lỡ điều gì cả. Tốt lắm, em ngồi xuống đi. Phương, em đã không chỉ cảm nhận sự sống xung quanh mình bằng các giác quan, mà còn bằng cả trái tim mình. Hãy nhìn và cảm nhận mọi thứ thật kỹ, để cuộc sống của chúng ta luôn ngập tràn những niềm vui và mới lạ. Các em nhé. Vâng ạ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanesa Acne, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.